quý khán giả đang đến với phần 2 của chương trình tìm hiểu về thị trường địa ốc tại miền Nam California với Bảo Khanh và Tuyết Nha. Trong phần 1 thì chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị một bản tin liên quan tới thị trường địa ốc và những tiên đoán trong thời gian tới nó như thế nào. Và kế đến đây thì có thêm một bản tin nữa cũng liên quan tới vấn đề này và cái tiền lãi suất trong cái thời điểm này cũng như là dự đoán cho thời gian tới. Mời chị Bảo Khanh, chị Khanh có một bản tin hấp dẫn lắm nè. Dạ, kính thưa quý vị, và bản tin này á cũng là từ Melissa Dittman Tracy. Thì bản tin này cho biết á là tiền lời thấp hơn giúp làm tăng băng thị trường nhà đất ở Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, thì lãi suất cho vay khoảng 30 năm á thì đã giảm gần một điểm phần trăm so với mức cao nhất là 7,08% chỉ trong 2 tháng trước đó. Và những khó khăn về khả năng chi trả vẫn đang khiến cho người mua lo lắng. Vì quý vị cũng biết là bây giờ cái công ăn việc làm rồi tình trạng lạm phát á, thành ra Nếu mà đây cũng với là lại điều cái tiền mọi lời người cao quá là người ta sợ thành ra tất nó cả mọi người đều lo lắng. đúng Thì nhưng mà cái đợt giảm lãi suất này á sẽ khác đi và nó có thể đưa họ trở lại thị trường địa ốc. rồi Đây là một cái tin đúng vui cho rất là nhiều người mà kiểu như người ta đang rất muốn mua một căn nhà mà chỉ đang lo lắng về cũng như suy thoái đúng nè, công rồi ăn việc làm rồi đúng nhà rồi cửa nữa, rồi tiền lời nữa. Thì lãi suất thế chấp của 30 năm trung bình á là 6,13% trong tuần này. Cũng đỡ Wow. hơn là Đúng 7.8 rồi, năm trước. 7,08 bây giờ 6,13, và Fedimac cũng đã báo cáo là giảm gần 1 điểm phần trăm so với mức là 7,8% Đó, chỉ 2 tháng trước đó. Và điều này có thể thúc đẩy niềm tin cho cái thị trường địa ốc này á nó thoát khỏi cái cuộc suy thoái nhà ở. Và kính thưa quý vị, để khởi động cho các đơn xin thế chấp mua nhà đã được nhích lên thì nó đã tăng lên 3% so với tuần trước. Đây là một điều rất là tốt hả Tuyết Nha. Và theo báo cáo của Hiệp hội Thế chấp Ngân hàng thì Nevada Evelos là một chuyên gia kinh tế cho biết á, là Hiệp hội Môi giới Bất động sản của quốc gia cho biết là lãi suất sẽ có thể giảm hơn nữa trong thời gian gần đây. Và Fed cũng có một kế hoạch đó, sẽ bỏ phiếu cho một đợt tăng lãi suất nhỏ hơn để có một dấu hiệu giảm bớt cái lạm phát này. Thì đây là một điều tốt phải không Tuyết Nha? Tuyết Nha nghĩ sao? Tức là khi mà Fed có họp đi nữa, có mà tính mà giảm lãi suất á, thì cũng là một cái điều lợi cho chúng ta. Và còn mà bây giờ mà tăng lãi suất nữa mà tăng ít á, thì người ta cũng sẽ suy nghĩ lại coi thử là tình Có hình nó như giảm thế hơn không? nào. Tại vì cái chuyện mà tăng lãi suất trong năm 2022 vừa rồi đã khiến cho giới đầu tư về bất động sản, về địa ốc á, rất là điêu đứng, rất là hoang mang và rất là nhiều người không có khả năng để mà chi trả cho cái căn nhà của mình. Nó đã kéo dài trong suốt 1 năm rồi thì chúng ta có quyền hy vọng là với những cái tin tức như là số đơn nộp vào nhà băng hoặc là lender để apply cho cái loan đó, nó đang tăng tới 3% trong tuần này so với tuần trước, và cái lãi suất bây giờ là 13 6.13 so với 7.08 phần trăm. 7.08 của tuần trước, thì chúng ta thấy nó có giảm từ 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 Thì và giảm từ từ thôi. người ta tiên lượng là nó sẽ giảm từ từ nữa. Thì mình cũng hy vọng vậy. Hy Nhưng vọng. mà vấn đề là người ta sẽ đặt ra câu hỏi là nó sẽ có giảm và liệu nó có giảm giống như là cái thời đại dịch hay không? Thì nhiều người đều nói là no. Rất No. rất là nhiều chuyên gia kinh tế và về chuyên gia về địa ốc đều nói là nó không thể nào mà trở ngược lại về cái tiền lời mà hồi trước zero nè Rồi ba phần ha. trăm gì Một phần đó. trăm, 2%, 2 chấm mấy% gọi là tiền lời gọi là lý tưởng đó. Thì nó có thể giảm, nhưng mà từ mà 7.08 quý vị thấy nó giảm xuống còn Nó nhảy 6.13 thì xuống, đúng rồi. nó giảm từ từ, chứ từ mà 7.08 mà muốn nó giảm xuống Xuống là còn 1 2 2 3 chấm thì chấm rất là nữa thì không khó. được đâu. Đó là rất là khó. Và quý vị thứ biết không, Fannie Mae nó cũng có báo cáo là mức lãi suất thế chấp trung bình trên toàn quốc sau đây cho tuần kết thúc vào 26 tháng 1. Đó là các khoản thế chấp có lãi suất cố định 30 năm là trung bình á là 6.13%. Giảm Giảm đi so với mức trung bình là 6,15% của tuần trong trước. tuần trước đó. Và giảm so với 7.08 của tháng 12 của năm vừa rồi trung Của bình á. cuối năm 22, và các khoản thế chấp có lãi suất cố định 15 năm thì trung bình là chỉ có 5,17%, sẽ giảm so với mức trung bình là 5,28% trong tuần trước đó. Nếu vậy Vậy thì quá, cũng vậy cũng là quá tốt rồi Tuyết Nha, bây giờ cũng xuống ok. 6%. Khanh nhớ từ hồi đầu năm á là 9% á. Đúng rồi, Hồi đầu có năm 2023 này nè, có nhiều người mua nhà là bị trên 9 chấm luôn Rồi trước đó nữa là còn nhiều đúng đó. không? 7, 8, 9 là mình thấy đều 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 đều. Đối với một số những người mà mua nhà mà còn không chứng minh income, qua những cái chương trình không chứng minh income này kia đó, thì còn tiền lời nó cao hơn chút.
Nhưng mà bây giờ quý vị thấy đối với tiền lời cơ bản lý tưởng là 6.13% trong cái tuần vừa rồi, thì còn nếu mà 15 năm thì 5.17%. 17%. Cái này là người ta tính theo trung bình nha, chứ Trung không có bình phải thôi. là giống như ai cũng có thể được Đúng cái tiền rồi. lời như vậy, tùy theo điểm tín dụng của quý Chính vị, vì có bao vậy việc tôi mới làm này nói đó, kia. phải có tiền đao Dạ. nhiều và điểm tín dụng tốt. Đây là cái điều kiện mà để cho lender suy nghĩ cho mình cái tiền lời có được thấp nhất hay không. Thật Dạ. ra phải chuẩn bị tiền đao thật là nhiều. Đúng rồi. At least anh nghĩ là phải 30-35% á Thôi thì mới nhưng mà là quý vị tiêu đừng chuẩn lo, á. 20% là Đây ideal rồi, cho là nên 20% là coi dạ. như là basic Đúng rồi. rồi. Tức là đó là chuyện bình thường, nhưng mà mình phải ráng là cỡ 30 đến 35% á, với lại tiền, với lại cái điểm credit của mình mà tốt á, Dạ. là mình sẽ được lender nó suy nghĩ lại, nó cho mình cái tiền lời coi như là tốt nhất Tốt nhất. á. Dạ. Và tiếp tục chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý khán giả một số những cái list nhà trong tuần này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ở đâu? Thôi đi oxy trước Ồ, đi. xin chào. Dạ vâng. Cảm ơn chị Mẫu Khanh đã nhường tại Orange County. Chúng ta sẽ đến một căn nhà nữa ngay tại quận cao của chúng ta ở thành phố Westminster. Căn này 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1736 square feet ở và lot size thứ 7.002 square feet. Rộng quá. Dạ, ngay tại Westminster giá 899.000. Nó thiết kế theo kiểu nhà cao, thành thử ra là quý vị thấy là nó có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm và diện tích ở tới 1736. Nhìn bên ngoài thì nhìn rất là cao, rất rất là sáng sủa. 7.002 và cái driveway cũng lớn luôn, cũng dài, nhiều chỗ đậu xe. Và dành căn này á, bên trong cái trần nó cũng cao, cũng thoáng. Nếu như mà quý vị thích hồ bơi thì căn này lại có thêm cái hồ bơi bên sau nhà nữa, cho mùa hè ấm áp tại miền Nam California của chúng ta. Nó gần với Lido Sài Gòn, gần những khu chợ búa của chúng ta nè, rồi nó cũng gần với Huntington Beach nữa, cho nên ở thành phố Westminster khá là lý tưởng. Một căn tiếp theo nữa cũng ngay tại quận Cam nhưng mà ở thành phố Anaheim, đang list lên với giá 795.000. Căn này 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, diện tích ở là 1.003 square feet và diện tích đất là 7.002. Quý vị có thể thấy là căn này người ta cũng sơn sửa Sửa sang lại sạch sẽ rồi. và một số thay mới vân vân để làm cho cái căn nhà nó được sạch sẽ, hoàn thiện và bắt mắt khi mà list lên, và cái người mua sau á, người ta cũng cảm thấy nó gọn gàng, ngăn nắp và người ta cũng ưng hơn. Dạ. Tâm lý bây giờ là muốn dọn vô liền, đâu muốn sửa Dạ sang gì đâu. dạ dạ đúng Thì rồi. căn Nồi này cái chắc tiệm bán nhanh sửa ha. thôi thì mình cũng mất cả cả tháng trời để mà mình sửa, chạy tới chạy lui xem thợ. Thành thử ra là căn này 795.000 ngay tại Anaheim, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và 1.003 square feet ở và 7.002 square feet đất. Và kế tiếp sẽ là lên tới Los Angeles cùng với Bảo Khanh. Và tiếp theo là căn nhà ở Ồ. thành phố San Gabriel, Dễ thương. nhà giá 1.108.600, nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 1.336 square feet và đất rộng là 5.627 square feet. Dạ, căn này cũng có hồ bơi Thì nữa. nhà nhà đúng rồi, căn này có hồ bơi, nhà cũng đã cũng như sửa sang, dọn dẹp sạch sẽ, Dạ. walk-in condition rồi. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở thành phố San Gabriel. Cái này là họ làm lại nè, Có làm tại lại những cái rồi. hệ thống đèn LED ở đằng trên trần Đúng đó. rồi. Rồi cái nền laminate hoặc là vinyl ở dưới này nè. Dạ Rồi cái kiểu nhà phòng, cái gạch tắm này kia cũng làm lại mới rồi. dạ nhà có hồ bơi. Dạ. Bây giờ thấy nhà bây giờ nhiều hồ bơi, tại vì Cali nóng quá đó nha. Như bây giờ thì đang lạnh quá phải không, nhưng mà đến mùa Chắc hè thì nóng ơi là nóng là. đó. Nhà phía trên nhìn xuống là như vậy á, Dạ. 3 phòng Sân ngủ, trước tha hồ 2 đậu phòng xe. tắm. Dạ. Nhà rộng 1.336 square feet, đất Vâng. rộng 5.627 square feet, giá 1.108.600 Mỹ kim. Và căn tiếp theo là ở thành phố West Covina, nhà giá 825.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 1.218 square feet, đất rộng là 7.178 square feet. Thì nhà cũng Gọn gàng dọn sạch sẽ, dẹp, làm lại nè. làm lại sạch Dạ. sẽ hết rồi, cũng là move-in condition. Dạ. Làm lại bếp nút rồi nền gạch rồi chi cũng gì cũng làm lại hết nè, rồi sơn lại thay lại Sơn lại thay đèn nè. đèn, bây giờ người ta thay đèn LED Đúng rồi, vừa tiết kiệm điện mà nó gọn á. ha. Dạ. Nó sáng sủa nữa. Thì Cái nhà thấy nè, thấy truyền dễ là thương có con gái ha, không? đây là qua thấy là có con trai Dạ.
nha, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Giá là 825.000 ở West Covina. Cũng có một cái patio, có hồ bơi, có hàng rào đẹp, security sẵn sàng rồi, tức là mình không có lo là nít con nít, tại vì nhà này có nít nè. Dạ. Nhà này có em bé nè. Đó, nhà West Covina. Dạ. Vâng, và kính thưa quý vị, vì thời lượng có hạn cho nên Bảo Khanh và Tuyết Nha chỉ gửi đến quý khán thính giả trong tuần này một vài những căn nhà và một số những cái tin tức cập nhật về lĩnh vực địa ốc mà chúng tôi đã đọc được, muốn mang đến cho quý vị một cái không khí tươi mới hơn vào dịp đầu năm Quý Mão, để cho những quý vị nào đang lo lắng về việc mua nhà mà tiền lời cao thì chúng ta có thể hy vọng là tiền lời nó sẽ giảm dần trong những thời gian này. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin ái kính chào quý vị.